Rồi, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách huấn luyện bài cơ bản cho giống chó bẹt rê. Em này được 3 tháng 16 ngày tuổi, giống thường chủng. Bây giờ mình sẽ huấn luyện cho em nó ba bước mà mình đã dạy trong một tuần vừa qua. Em nó rất là thông minh, dạy chỉ chưa tới một tuần là hiểu hết. Đây là thức ăn dành cho cún, đây là cám, bánh cám. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo sự chú ý cho bánh cho em đó. Cấp. Rồi sau đó chúng ta cho em nó hướng mắt vào cái bánh để chúng ta ra lệnh. Cấp. Đúng rồi. Ngồi xuống. Nằm xuống. Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi. Ngồi xuống. Nhớ sau khi mỗi động tác chúng ta đều thưởng cho em đó. Rồi im. Im. Nằm xuống. Nằm im. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm im. Im. Giỏi. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Rồi, bắt đầu nha. Đứng lên. Con đứng lên. Rồi. Ngồi xuống. Một động tác thứ nhất. Nằm xuống. Nằm xuống. Động tác thứ hai. Nằm im. Đứng lên. Đứng lên. Come on. Come on, lên đi. Động tác này mới học, động tác đứng lên mới học cho nên em nó còn chưa nghe lời. Tay. Giỏi. Bây giờ mình chỉ ra lệnh bằng tay thôi, không dùng miệng. Tay. Tay. Động tác này cũng mới vừa học trong ngày hôm qua cho nên cũng chưa thuần thục. Em nó giỏi lắm. Thông minh. Nằm xuống. Nằm. Đấy, làm biến đó. Nằm xuống. Im. Nằm xuống. Nhớ là em nó không thực hiện thì ý mình thì không cho ăn nhé. Nằm xuống. À quên, các bạn, khi mà các bạn dạy nó nằm xuống á mà nó không chịu nghe theo ý mình á, các bạn kẹp bánh vào trong tay như thế này. Nè, hướng theo em nó nằm như thế này và đặt tay xuống, nó sẽ nhìn theo cục bánh và nó muốn làm theo ý mình để cho mình cho nó ăn. Mình đặt tay úp xuống và nó thấy cục bánh nó sẽ nằm xuống, ép trên lưng nó xuống cho nó nằm để cho nó ăn bánh, vuốt đầu nó hay ngoan. Thế là làm nhiều lần, từ từ nó sẽ biết là nằm xuống là nó sẽ được ăn bánh. Cho nên nó sẽ dễ nghe lời hơn. Không. Tay. Giỏi. Giỏi. Come on. Come on. Oh, okay.